Xin chào các bạn đã quay lại với clip mới của mình. Thì bây giờ trước mình có làm một cái bẫy chim bằng keo dính dồi đó anh em. Thì hôm nay mình sẽ dùng keo để tiếp tục bẫy chim. Mình sẽ dùng keo dính chuột nha. Dính chuột này thì nó to hơn, keo có nhiều hơn. Mình sẽ bẫy chim khuyên cùng với một cái máy máy túc. Đây, máy túc của mình. Bây giờ mình sẽ gác ở đây rồi mình bật máy túc lên. Sẽ vô kẹo vô cây đã. Đây, mình thấy quấn này. Quấn. Rồi, cái này cái keo nó nhiều hơn. Ở đây thì cây nó nhiều quá nên là để keo cũng hên xui lắm. Rồi nhánh cây rất là nhiều. Có cái chỗ nào mà nó trống cây á, giác thì nó đậu lên thì nó sẽ giữ dính được. Rồi mình sẽ làm thử xem như thế nào. Có 500 đồng một miếng nè, mà nó ít keo. Nhìn cái này luôn. Okay. Mình sẽ rác lên đây luôn. Đó, mình sẽ rác dài thêm dưới nữa. Mình muốn nhắm cây khô nè. Cho nó ra keo thì vẫn cứng luôn. Đây. Cái này dùng càng nhiều càng tốt. Bây giờ mình đã gác cây xong rồi mọi người. Đây, mình gác nhánh 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 này nè. Đó. Bây giờ mình sẽ bật cái máy. Máy chim. Chim chim mình đưa lên. Ok, thì bây giờ mọi người sẽ cùng chờ đợi với mình nha. Để mình sẽ xin chỗ nào đó để mình chờ đợi nó cho mình. Nha, thì nãy nha, mình để bên kia nó không có dính nên là mình, giờ nó qua đây dính hai con hai bên luôn. Đấy, hai con hai bên. Này là chim trong màu bông lau nha mọi người. Ok, được hai con. Mình sẽ tiếp tục thôi, thì mình cũng sẽ ngừng clip luôn.
có thành quả rồi nên là cũng không quay nhiều nữa. Mọi người thấy hay thì hãy đăng ký like chia sẻ với mình nha. Còn cái keo bên kia, chim keo nãy bên kia thì không dính rồi nên là mình không có quay luôn. Mọi người theo dõi mình nha. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi clip. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người clip sau.